Bonsai Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi tàn rinh, cây phôi hải châu lá rí và lá siêu rí, một dòng lá hải châu đẹp nhất trong các dòng hải châu. Mã đầu tiên mình giới thiệu anh em là mã M20, giá giao lưu là 250 bao ship, một cây lá rí sông cầu. Cây này không có bầu đất, bầu mình bó bằng sơ dừa để giữ ẩm cho cây, lá rất là hay. Cây có bộ tàn rinh khá đẹp. Anh em nhớ là cây này không có bầu đất rinh nha. Mã tiếp theo là mã M21. M21 bao gồm một cây bầu đất rinh, một cây lá rí. Cây này có phần cao gấp dáng đổ, một cây dáng đổ quái, có một đường gấp rất là hay. Cái này là bầu đất còn nguyên. M21 bao gồm hai cây, một cây bầu cá bầu và một cây không bầu. Cái này có tàn thiên nhiên, tàn bay đổ rất là hay. Mình sẽ, khi ship đi mình sẽ bó sơ dừa vào bầu. Tiếp theo là mã M22. Cây này là không bầu. Cây này là một cây hải châu lá siêu rí, một dòng lá nhỏ nhất trong các dòng hải châu. Lá rất là bé. Anh em xem kích thước của lá. Lá này bé dưới 5 ly. Mã M22 mình giao lưu giá là 320 bao ship. Anh em nhớ cây này là không có bầu đất rinh, cây cao tầm 45. Mã tiếp theo là mã M23. M23 mình giao lưu giá là 280 bao ship. Cây này là có bầu đất rinh, vì cây nằm trên đá nên lấy bầu rất là ít. Đây là phần đất rinh của cây. Mã cuối cùng là mã M24, một cây lá rí sâu cầu. Mã M24 mình giao lưu giá là 350 bao ship. Cây này là có bầu đất rinh, cây có bộ tán rất là khủng. Bầu đất này rất là to, cụm bao gồm 5 thân. Anh em xem tàn rinh của nó, tàn rất là dày luôn. Cây có bộ tàn rất là hoành tráng. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của mình.